여보, 이건 뭐예요? 아, 이거 무선 청소기. 정수기? 예. 왜? 저번에 산거 중국산 들어줬어요, 이게. 왜? 이렇게 됐어. 고장 났어요, 그거? 부러졌어. 너무 약해. 차이나, 메이드 인 차이나. 아, 진짜요? 예. 이거 아유. 옛날에 쓰던 거. 이거는 옛날 거. 이것도 고장 났어. 이거 와. 전원 안 돼요. 이거는 삼성 건데 너무 쓴지 오래됐어요. 아유. 돈 많이 냈어요? 이거 얼마예요? 24만 원. 24만 원? 와, 좀 비싼 것 같아. 그래도 조금 싸요. LG나 오. 삼성 가니까 140만 원, 120만 원 이런데 이거는 인터넷에 좀 찾아보니까 성능이 좋다고 그래서 샀어요. 오픈 해봐. 자, hôm nay chồng mình đã mua một cái máy hút bụi, và những cái máy hút bụi ở bên kia là những cái máy mà ngày trước nhà mình đã dùng. Một cái màu xanh 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 đậm là cái máy hút bụi không có dây thì đã bị hỏng, tại vì nó bị rơi hẳn cái vòi hút bụi ra, cái vòi vàng vàng ấy. Đây, nó rơi hẳn cái vòi hút bụi này ra rồi. Và đây là cái máy hút bụi không dây. Ngày trước chồng mình đã mua và bây giờ thì hỏng rồi, dây ra dây, cần ra cần. Còn đây là cái máy hút bụi có dây điện cắm. Đây là cái dây điện cắm của nó như thế này. Cũng hỏng lốt. Cái máy kia thì rẻ hơn máy này một chút và bây giờ đã hỏng hết rồi. Hôm nay chồng mình mua một cái máy hút bụi mới như thế này. Và máy này chồng mình mua mất 230 ngàn won. 230 ngàn won thì khoảng 22 là 4, 32 là 6, 4 triệu 600. Khoảng hơn bây giờ won đắt hơn một chút thì 4 triệu 7, 4 triệu 8 gì đó. Máy hút bụi và máy này là thuộc loại không dây. Hôm trước thì vợ chồng mình có đi ra các cửa hàng điện máy xem thử rồi. Tuy nhiên thì các sản phẩm máy hút bụi không dây này hơi đắt một chút. Ví dụ như là của Samsung thì có thể là 1.000 cho tới 1.600 won một cái.아, Đắt quá cho nên không mua được. Và hôm nay thì chồng mình바닥 닦는 것도 있어, 자동으로. đã mua một윙. sản phẩm máy hút bụi không dây này ở trên mạng. Giá thì hơi rẻ một chút, không biết là có tốt hay không. Hãy cùng xem nhé. 아이니. 아이니. 어디에서 왔어요, 이거? 아이니. 한국에서 디자인한 거고 만든 거는 중국에서 만들었어. Đây là sản phẩm máy한국어도 hút못 bụi하고 그래. được thiết kế bởi Hàn Quốc nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc. Đúng là Trung Quốc thì cái gì cũng rẻ. Opa, hay xịt xé. Không biết chồng mình có biết lắp không, tí nữa lắp, không biết có dùng được không. Ồ, nhìn cũng có vẻ chất lượng phết.저번에 이거 여기가 부러졌는데. Đây là cái đầu hút bụi này. Wow. 이거 돌리지 마세요. Nhìn cấu tạo thì có vẻ cũng giống cái máy hút bụi của Samsung với của LG hôm trước nhà mình xem. Mà máy ở Samsung với LG là khoảng 25 30 triệu một cái cơ. Và đây là máy hút bụi của Made in China, sản xuất từ Trung Quốc với giá 4 triệu 600 ngàn đồng. Trời ơi, trời ơi. Ê, ê. Ôi, cái này Jóa lớn. bùi. 조금 더 좋아 보여. 고급스럽다. 조심해야 돼요. Bây giờ chồng mình sẽ lắp xem là cái máy hút bụi này dùng nó có tốt không. Hy vọng nó sẽ tốt. Và chồng mình đã lắp xong cái máy hút bụi rất là đơn giản. Chỉ có vài ba bước đơn giản thôi. Và bây giờ chồng mình sẽ thử cái máy hút bụi này xem là hiệu quả nó như thế nào và chạy có tốt hay không nhá. Xì chắc. Wow, tiếng kêu nghe có vẻ rất là ok.
위에다가 빨래까지 할 수 있어. 아. 물수건까지도 할 수 있는 브러쉬 이거. Nó còn thêm cái chức năng là hút bụi, có cái loại cọ chùi. Chùi sàn nhà cho cái bụi nó bong lên, sau đó nó hút lên. Có vẻ là làm như thế thì sẽ sạch hơn. Sau khi dùng xong thì có thể lấy cái đấy ra và rửa, giặt. Rất là đơn giản. Và bây giờ chồng mình sẽ thử cái loại máy hút bụi có cái cọ rửa như thế này. Samsung 가니까 이거 있어. 엄청 비싸. 자, thử nào. Chay. Ô, có cái đèn nữa kìa. Ồ, nhìn cái chùi rửa. Ồ, có vẻ rất là sạch. Chồng mình đã cho một ít nước vào cái đầu của nó và ồ, ok. Ồ, nhìn rất là tiện lợi. Và cái loại này là cái loại máy hút bụi và cọ rửa không dây. Rất là đơn giản, chỉ cần sạc pin và dùng thôi. Ồ, 좋아. Ồ, ok. Ồ, trái sắt rẻ. Ồ, may quá. Nhà mình cái máy kia nó đã hỏng được một tuần rồi. Bây giờ chồng mình mua cái mới là có cái để lau nhà rồi, không phải lo. Ồ, may quá chồng mình mua một cái cũng hợp lý. Nhiều khi mua sản phẩm trên mạng về thì có thể là không dùng được hoặc là không thích hợp. Nhưng mà sản phẩm này mua trên mạng về khá là ok. Đây là một sản phẩm mua trên mạng, sản xuất từ Trung Quốc với giá là 230.000 won, tương đương với 4.700.000 Việt Nam đồng. Khoảng 4.700.000 thôi. Ồ, rất là tốt. Cảm ơn chồng nhé. Cảm ơn chồng. 분리할 때 요거 조심해야 돼. 저번에 여기가 부러졌거든. 조심해야 돼요. 중국산은 여기가 이렇게 돌려갖고 여기를 이제 청소를 하는데 그냥 밑에 것만 뜯어가지고. Chồng mình đang nói là sản phẩm của Trung Quốc thì cái phần cổ, cái phần cổ của cái máy hút bụi nó không được chắc lắm nên nó dễ bị hỏng. 중국산은 여기 위에서 이렇게 돌려서 하니까 이게 부러지더라고. 이렇게 저번에 이렇게. 조심해야 돼요. 천천히 해요. 그래서 이거 저번에 여기가 굉장히 조심해. 여기 잘 부러져. 알겠습니다.